chào các bạn, mình là Jay đây và đây là một tuần đi học lớp 12 thực tế của mình. Ok, vào thôi nào. Shut up. Alright. Trời ơi, trời. Chào buổi sáng các bạn. Hôm nay là thứ hai. Em bắt đầu có mơ rồi. Bình thường khoảng cách này mình toàn là ngủ gật. Và khi cái chuông 6 giờ 10 phút nó reo thì mình thức dậy thiệt. Trời đất ơi, nướng lố rồi. Dạ, có khi mình bị fail như vậy nè. Nhanh, đánh răng thôi. Rồi thay đồ. Mình nhìn hơi bị lơ thôi, không sao. Jenny 6 giờ sáng ổn chút nào. Hôm nay là 3 đồ. Và mình phải học vậy. Và giờ mình làm phê cà thôi. Ồ, khoan cái ly này sến hơn. Món ăn chơi. Ê da, hột lụm này ăn. Ngủ cấu ăn rất là tiện nên mình ưa ăn cái này. Hôm nay là một ngày không ổn chút nào. Ôi ghê, mình có bài thuyết trình. Xong rồi lát nữa mình có bài thi toán. Và đó là mỗi sáng của mình. Bye bye. Khoảng buổi trưa chưa? Đi học thôi. Đi học thôi. Ừ, đi học quá các bạn. Nhưng không sao hết, vẫn phải lết đi học. Bình thường mình sẽ đi sớm hơn, nhưng mới đây thì mình chạy được cao tốc. Hồi đó mình phải đi trước 1 tiếng, bây giờ mình đi trước 45 phút. Không kẹt xe thì nó nhanh hơn. Có biết hơn một lần trước là anh trai mình chở đi học, bây giờ khác biệt quá. Và 38 phút sau mình đã đến trường rồi. Nhưng ngày khúc ngày toàn là kẹt 10 phút không à. Các bạn ơi, có khả năng lớn mình sẽ bị trễ. Cái đèn đỏ này lâu muốn chết luôn. Kẹt xe quá à. Mình còn 5 phút nữa là lớp bắt đầu. Không có lỗi mình nha. Mình đã chạy vào lớp và tới ngay cái chuông. Ná thở luôn. Chào các bạn, mình đang ở trong lớp kinh tế vĩ mô. Và mình sẽ cho các bạn coi cái bài thi quá là tèo của mình. Mình đã thi từ trước, bây giờ mình nhìn thấy và trời ơi các bạn không ổn chút nào. Mình nghĩ là hôm đó mình ngu sao mà tự nhiên mình lại sai những thứ khá là buồn cười luôn á các bạn. Không sao, các bạn trong cuộc đời có những giai đoạn lên xuống như vậy nè. Nhưng các bạn sao, tuần sau là có bài thi nữa. Mình xin thông báo với các bạn là mọi thứ đã ổn lại rồi. Nó đã lên lại thành E. Trừ E. Và trưa nay mình đã bị bất ngờ bởi một quà tặng từ bạn mình. Lúc đầu thì nó là một cái bánh burrito vậy phải không? Nhưng khi mình lộn nó lại thì là nó quá là bơ. Nó là quả bơ. Không biết mọi ý kiến này ra từ đâu nhưng mình đã bắt từng bạn bỏ quả bơ lên đầu. Okay. Quá là bơ phải nói rồi. Chiêu này khá là hiệu quả, đây là ôn bài như một con đi trước khi bài thi. Nhét mọi thứ vào đầu nhanh. Hello các bạn. Bài thi cũng khá là ổn. Mình mới ôn sáng này thôi nên mới ổn một nữa rồi. Để xem. Tự nhiên hồi nãy mình lái về nó lại mưa. Dạ, đó là những khoảng khắc ghế cuộc đời mình. Là vì mình chưa bao giờ lái trên đường cao tốc mà mưa to. Nên hồi nãy quá là ghê. Ok, không có ghê vậy nhưng nó cũng ghê trong đầu mình. Nhưng ngày đi học hôm nay mình sẽ cho là 6 trên 10. Mình rất là buồn ngủ, chứ hôm nay sức nữa mình ngủ trong lớp thứ hai của mình. Đó là cái đó. Yeah. Và lúc mình về thì nó đã bắt mình hơn 2 phút để mình cắt một quả táo. Tập thể dục luôn đấy. Yeah. Và mình để nó lên cái đĩa sến của mình. Quá là táo. Táo với bơ đậu phộng. Hoàn hảo. Hồi nãy đi ở trường thấy cái cà rát. Quá là ám ảnh luôn nên giờ mình phải xách giấy toilet lên. Như sau khi làm bài chút thì đi tập gym. Trời ơi, như vậy sao lái được trời. Mù đường. Và đây là mình ở gym, mình đang ráng tập cái bích của mình. Và đây là mình sau khi gym. Quá là gym. Và sau đó mình đang ngồi ăn cơm với gia đình. Mỗi tối chúng mình đều ăn cơm với nhau hết. Và các bạn nên làm thử, món này rất là ngon luôn. Nó kiểu là canh đậu hũ với cà chua. Và đây là thời gian vừa tám vừa làm việc của mình và vừa làm bài tập nữa. Mình đã quên là mình đã có cái bài tập này. Và bây giờ là 12 giờ 18 phút. Và mình đã mới làm xong. Mình đã làm nó cho 18 phút là vì lúc 12 giờ mình phát hiện ra là cái này nó có chấm hỏi. Cái đầu mình mấy hôm nay mình đi bị lỗi á. Mình nhìn giống như là mình mới bị ai đó đục. Và các bạn đã ký kênh mình là vì mình lên 3 triệu sub, mình sẽ đổi cái hình avatar của mình. Ok. Chào buổi sáng các bạn. Tiếp ba. Mình là nương tiếp thôi. Ok, thôi dậy đánh răng. Yeah. Ok, có thể các bạn hỏi tại sao mình đi học mà lại được mặc cái đồ hồng màu xế như vậy trong lúc mặc đồng phục. Hồng dạ quang luôn á. Lý do là vì trường mình cho mọi người mặc kiểu như là áo của các đại học. Thì mình đã An Giang. Và đây là đại học UCLA. Nhưng nó quá là hồng. Nhưng mình được mặc là vì nó là áo của đại học. Dạ. Ở dưới thì mình vẫn mặc đồng phục. Và đó là cái đó. Và sáng nay mình ăn vài miếng bánh mì nướng tôm cua này. Kiểu là đây là cái món mà mình rất là yêu thích hồi lúc mình còn nhỏ. Ăn cái này làm rất là nhớ đến tuổi thơ. Nhìn nó sao mà ở dưới nó đen xì lì luôn. Nhưng không sao hết, Jenny vẫn ăn được mà. Bye bye. Buổi trưa không, 2 giờ rưỡi hình như vậy.
Hello các bạn. Thì mình nghĩ hôm nay một ngày đi học cũng khá là chill. Mình không có bài thi gì hết. Và đó là cái đó. Nghĩ mình sẽ ổn xì lỗn. Không biết nữa, nhưng hôm nay mình có thể sẽ đi học trễ. Không biết, nhưng lúc đầu mình mặc cái áo hồng này mình cảm giác xến dữ dội luôn, nhưng mình vẫn mặc. Ok, bye bye. Các bạn nhìn thấy thằng bơ và thằng chuối không? Yeah. Lúc nào mình nghe xe mình cũng cảm giác như là mình cười á. Mình kiểu là mình lúc nào cũng cười đó. Tại vì lúc nào cũng nhìn thấy cái quả bơ, quả chuối kiểu này nè. Cười tươi. Yeah. Bây giờ mình sẽ vào. Nắng quá, vừa nắng vừa lạnh. Và cái mô nó nứt nữa. Để làm đẹp đã. Khi tóc mình nó xẹp lép quá, mình làm vậy đây nó nhìn đỡ xì ghê hơn. Cái kẹp của màu hồng luôn. Trong lớp tâm lý học thì mình học về tâm lý, chứ còn học về gì nữa. Úp hình vẽ của mình kìa. Hello các bạn, mình đang ở giờ ăn trưa và mình khám phá ra là lúc mình quay cái này không có nhìn thấy mặt mình luôn. Nên giờ mình quay lại mọi thứ như một con điên. Quá là đam mê. Không biết nó đang làm gì luôn nhưng nó đam mê lắm. Yes, yes. Thì mình muốn khoe các bạn là mình có cái ba lô màu hồng, cái bình nước màu hồng và cái bao ăn trưa đồ hồng màu hồng luôn. Ok, đó là cái đó thờ dục vậy, đúng rồi. Điện thoại quay lại tay mình thôi. Thì hôm nay lên lớp mỹ thuật thì mình chụp hình các hình vẽ của mình để mình đưa lên để được chấm điểm hay gì đó. Mình còn 5 cái nữa, làm các trò khùng với bạn mình. Guys, we should pose. How should we pose? Tiết mục chụp hình hình vẽ đã trở thành tiết mục chụp hình người. Come here. What is this for? Chụp để chụp thôi. Okay, there we go. Xong rồi các bạn, mình có các lời muốn nói với các bạn. Hi. Welcome back. Hello. Hey, Jenny's friends and I. And you are. I turned the shot. We were actually filming that. Oh my god. Và bây giờ chúng mình đã có một cuộc thi ngồi kiểu bán cá. Oh, Jenny said I'm a vlog. Để mình di chuyển qua chút xíu. I'm a vlog. Chào các bạn, mình chỉ là mình là người Việt Nam thôi nên tình hình đi mọi người cũng khá là ổn. Mọi người vẫn còn đang vững, bền vững. Oh my god. Một bạn nữa. Ok thôi các bạn, mình bỏ cuộc rồi, bạn này thắng. Thôi chúng mình sắp sửa bị cô chửi rồi. Sau khi học một lớp nữa thì mình đã tan học và bây giờ đang kẹt xe. Kẹt xe quá. Đi ra cũng khổ nè. Các bạn thấy con này nhìn quen quen không? Hello. Sau đó thì mình đã phóng đi để gặp người này. Look at this. Xe ai thế? Xe ai mà có cái mũi đỏ thế? Hết nồi ăn rồi nhưng vẫn chịu tháo ra là vì nó giống du hề vậy. Thì hai tuần trước mình đã đi sơn cái tô này với bạn mình và bây giờ người ta mới xong. Thành phẩm thì nó cũng ổn, hơi cái chấm chấm nó hơi xấu thôi nhưng nó cũng ổn. Mình khá là hối hận mấy cái chấm. 3, 2, 1, cheese. Hello các bạn, thì tuần sau chúng mình đi Disneyland và con này nó đã làm cái này. Ok. Teresa đã xung phong làm người lên kế hoạch. Có Disney trip. Trời ơi. Có nhẹ. Này có countdown. Nên mấy nhẹ hàng ăn. Con bạn mình chính thức bị khùng rồi các bạn. Ok, Notion hãy tài trợ con này. Nó bị đam mê quá. Nó rất là muốn được tài trợ. Sự đam mê không hề nhỏ. Có khi sau khi tan học mình sẽ ăn xế với các bạn mình. Và hôm nay thì chúng mình ăn bingsu vị mè đen. Ăn xế. Mình yêu bingsu. Sau đó thì chúng mình đã dạo trong cái tiệm bánh này và mình sẽ mua cái bánh này cho ai đó đặc biệt trong cuộc đời của mình. Bà ngoại mình sẽ thích cái này thôi các bạn. Yeah. Sau đó thì mình đã khoe với bà ngoại mình cái tô quá là mê lem của mình. Và tối nay mẹ mình đã thử tay nghề với món mới, đây là phở áp chảo với thịt bò và cái rau xanh xanh này. Và cá kết thì ở ngoài tiệm vẫn ngon hơn, như thế này nó cũng ngon. Hello các bạn, chúng mình đã quay lại với tiết mục edit video, làm bài và làm những thứ nhảm và đăng mọi thứ trên mạng. Ok, mình nghĩ là mình sẽ làm đến lúc khoảng 12 giờ. Bây giờ là 7:40, vừa làm vừa ăn chocola. Giờ mình đang đọc các email và chỉnh website nè. Xong rồi mình làm bài một chút. Và một ngày nữa mới có một bài thi trong lớp tâm lý học nên bây giờ mình đang ôn trước để ngày mai mình không có cần ôn nhiều. Mình cảm giác như vậy hiệu quả hơn là ôn đêm trước khi thi. Vừa ôn vừa tám chút xíu luôn. Hello các bạn, mình đang chỉnh video và đúng rồi, bây giờ đang mấy giờ? Sắp phục vô. Kiểu như là mình ưa nói bản thân mình là mình sẽ không có làm vậy đâu, mình sẽ ngủ sớm. Nhưng cái tay mình đây vẫn di chuyển. Không sao hết. Có thể vậy là sao, những lớp mình toàn là gần sắp xuyên gật ngủ mà. Bây giờ mình đang khá là buồn ngủ. Yeah. Đi ngủ đi. Ok. Ow. Hẹn gặp các bạn lại vào sáng hôm sau. Bye bye. Không sáng hôm nay chứ, tại vì 12 giờ rồi. Bye bye. Sáng các bạn. Trời ơi sáng các bạn. Tóc tổ chim. Một lớp, hai lớp, ba lớp. Lớp này nó bong bong rất là đã. Và bốn lớp nhưng vẫn mặc váy. Hình như hôm nay sẽ mưa nên mình cần cái lớp này. Các bạn biết sao không?
hôm nay là 1 độ C. Nhưng không có tuyết. Chán quá. Chán điện quá. Ok, lúc đầu nó nhẹ nhàng phải không? Xong rồi chế nó cơ. Giờ các bạn, các buổi sáng mình khá là chán. Chỉ là ngủ cốc thôi. Ngủ cốc và ngủ cốc. Bye bye. Nè. Em bé ơi, còn được cái máy em bé mua cho bà đó và để phần em bé. Oh. Lành quá. Lành quá. Lành. Hôm nay là một ngày mình nghĩ cũng khá là không có khó lắm. Kiểu như là cũng khá là ok. Nhưng nó rất là lạnh. Rất là lạnh nha. Dạ. Lạnh như vũng nước đá. Lại mưa nữa. Nhìn con vịt đã sáng mấy cuộc đời không kìa. Yeah. Không có chuyện gì quá không ok hôm nay, mình nghĩ vậy. Cũng chẳng biết nữa. Mình cần chỉnh xong cái video của mình là vì hôm nay thứ tư rồi. Và mình mới chỉnh xong có 1 phút của cái video đó. Hình như là một vấn đề, hơi bị vấn đề. Hôm nay là thứ năm và mình chỉnh xong 10 phút của video này. Còn 2 ngày nữa. Và mình cần chỉnh mấy cái video TikTok. Và mình cần học kinh tế vĩ mô nữa. Là vì hai năm mình thi vào nó còn muốn có điểm và nó không có fail hết. Và các đại học hình như là tuần này hoặc là tuần sau có một đại học ra, nhưng mình không biết nữa. Rồi. Mình đi học đây. Mình đã tới trường nhưng trễ 20 phút. Lát nữa mình sẽ kể chuyện cho các bạn. Ok, bây giờ mình đi học đây. Tình hình không có mỗi người là vì mình trễ quá trời trễ luôn. Hello các bạn, mình đang ở trong cái lớp kinh tế vĩ mô này. Và tình hình mình có hơi nhiều thứ để làm. Và sau đó một thời gian học tự do thì mình đã ôn cho bài tâm lý học. Và trong lớp của thầy này thì có cả đống mấy cái hình vẽ luôn. Kiểu là mỗi mùa được trang trí khác nhau. Mình đố các bạn cái nào là hình vẽ của mình. Ok, cái này quá là buồn cười nè. Các bạn biết hôm nay cũng rất là lạnh lắm phải không? Thì hôm nay bạn Natalie để mặc cái này. Giờ cho các bạn coi nè. Trời đất ơi. Giống như hệt như những người trên núi tuyết luôn á các bạn. Nhìn trưa nay thì mình ăn đồ ăn của trường. Đây là pasta. Lần trước mình ăn curry ở trường hơi bị đau bụng. Dạ, mình mong cái này không bị đau bụng. Nhưng nói chung thì nó cũng ngon. Ngon, ngon. Sau khi học lớp số liệu thống kê học xong thì mình đã chạy xe về nhà và... Các bạn ơi, nó đang tuyết. Cái này là thiệt hay là cái này là giá này các bạn ơi? Lần đầu tiên cuộc đời mình thấy nhà mình có tuyết gì à? Cái mùa cái gì đang xảy ra thế? Nhìn nè các bạn, đây là tuyết. Đây là tuyết. Ok, buồn cười lắm. Hôm qua mình nói chuyện với bạn mình. Thì mình nói là tại sao kỳ mưa tự nhiên 1 độ C mà không có tuyết. Nó liền tuyết mới có. Nhưng bây giờ đang tuyết thiệt. Thì để mình hóng. Để mình tận hưởng cái tuyết này đã. Quá là tuyết luôn. Bây giờ mình đang ra ngoài để tận hưởng cái tuyết, đạp đạp cái tuyết hơi bị ít. Ok, để đụng thứ nè. Tuyết này hơi ngố rồi nha. Ăn không? Không. Rốt cuộc đây là mưa đá chứ không phải là tuyết. Như là một cục có không có to vậy, thôi là xe mình đã xong rồi. Ok các bạn, thì câu chuyện buồn cười sáng nay, lý do tại sao mình lại trễ 20 phút đi học là vì lúc mình đang chạy trên đường cao tốc, tự nhiên có một cái xe này, nó mở cửa sổ ra, nó cứ chỉ cái bánh xe của mình và nó nói gì đó, nhưng mình không có biết nó đang nói gì nữa. Nên mình kiểu như là cái bánh xe mình có bị bể hay không, nên rất là sợ. Nên mình đã ra khỏi đường cao tốc, xong mình tấp vào lề, xong mình đã coi cái bánh xe mình có bị lỗi hay không. Và khám phá ra là đâu có bị sao đâu, mà mình tưởng là bị sao. Nhưng mình nghĩ là có thể là xe đó đang chửi mình, hoặc là đang chửi là tại sao hết Noel rồi mà tại sao lại có cái mũi ở trên cái xe của mình. Mình không biết nữa, nhưng đó là cái chuyện sáng hôm nay. Rất là ghê, mình tưởng là mình sẽ chết, nhưng không. Dạ. Yeah. Mình sẽ giữ cục đá này làm lưu niệm. Và bây giờ là thời gian mình chỉnh video. Và nằm ngủ. Ok. Và bây giờ mình đi tập gym. Đá nó chảy rồi. Buồn quá. Hôm nay mình đi sớm hơn bình thường. Ok, đi rồi. Bye. Và đây là mình ở gym. Các bạn ơi, mình không có mạnh vậy đâu. Mình đi vậy. Mình đã khám phá ra là một đại học đã ra kết quả. Nên bây giờ mình đang chạy về xem. Mình đã xem. Phải nhận được cái email thì... Khoảng cuối tháng 4 mình sẽ ra cái video reaction các kết quả đại học của mình. Nên các bạn hãy xem cái đó, chứ bây giờ mình chưa có mở xong hết. Nên mình chưa muốn nói các bạn. Sau đó mình đã tham gia một buổi họp. Có các YouTuber và cô ca sĩ nổi tiếng này đó. Và không phải là người bẩn thỉu nên... Yeah. Mình đã mới gội đầu xong. Mình đã mới gội và... Mong là mình không bị bệnh. Và buổi tối thì mình ăn món tim gà xào dứa và cái mướp gì đó. Và cà chua dồn thịt. Tất nhiên có cơm. Và bình thường ngày trong tuần thì mình sẽ ăn các món ăn kiểu như là ở nhà vậy. Mình rất thích ăn tim. Và cái quá trình mỗi tối nó đã quay lại. Hello các bạn. Mình đã chính thức bị khùng rồi. Nhưng mà mình có bài thi á. Nhưng từ sau mình đi Disneyland. Yay. Mình rất là háo hức, nhưng mình nghĩ là mình sẽ không quay vlog là vì có khi mình muốn sảng khoái như không quay vlog. Bây giờ đang là 12 giờ rưỡi. Và internet đã bị secure rồi.
và mình vẫn còn chỉnh video. Thôi lấy cái internet bị xì cà quen đi ngủ đây. Ok bye bye. Hôm nay 9 giờ 10 phút mới vào lớp và mình thức dậy sớm chút xíu nên mình sẽ làm một đồ ăn sáng cầu kỳ hơn. Món này là bánh mì với phô mai với cá hồi xong coi. Rồi mình cho cái sốt đen đen ngọt ngọt này vào, nếu rất là giấm nhưng giấm ngọt ngọt hay gì. Và đó là cái đó, bình thường cái nào xảy ra mỗi ngày thì mình không có thời gian nhưng... Yeah. Nhưng giờ mình vừa ăn và vừa ôn cho cái bài thi tâm lý học gì đâu của mình. Yeah. Và nó thiếu cà phê của mình. Trời, các bạn mình cảm giác như là một người lớn không ạ? Hôm nay là ngày mặc quần tự do nên mình được mặc quần tự do. Ok. Xong rồi mình đã hát karaoke trong lúc lái xe. Hát dở quá. Và mình đã lên trình thành công rồi. Hình như hai bạn mình hôm nay trốn học. Rốt cuộc bài thi tâm lý học cũng khá là ổn. Mình thi xong thì mình đã vẽ tiếp. Đối với bạn hình ảnh nhân dịp gì? Và tự nhiên các bạn ơi, hôm nay cái mặt mình nó cực kỳ đó luôn. Do you want to say anything? What is this? It's just random vlog. Bạn ấy đang suy nghĩ là nói gì? Bạn ấy vẫn nhớ cái câu mà ngu như con bò. Snowing in California. Chúng mình nhìn giống như là mới bị bão tuyết vậy hả? Trong lớp mỹ thuật thì mình đã bắt đầu một cái project mới. Tình hình thì mình đang dùng sơn, dùng xong vay rửa thôi. Và đó, nước đã nhăn đầy quần áo mình và từng tùm la luôn. Nhục cấp độ 100. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến toilet. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện này, buồn cười lắm nè. Thì hôm nay rất là lạnh nhưng cái áo khoác của mình là không phải là của trường nên mình không có được mặc, nhưng mình vẫn mặc, các bạn hiểu không? Nên nếu như mình bị bắt thì mình sẽ bị vấn đề, bị phạt. Nên đây là mình hồi nãy nè, mình đang đi bộ phải không? Và người ta nhìn, đúng không, em nhìn thấy cô giáo này mình làm vậy, úp 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 úp. Thôi mình đâu có mặc cái áo khoác gì đâu, đâu có bị sao đâu. Xong rồi khi cô giáo đi thì mình úp. Và đó là câu chuyện vui của mình. Hello, đợi quay coi xem. Hello các bạn. Thì đương nhiên hôm nay mình đi học bài với bạn mình, nhưng bạn mình đột xuất không đi được nên mình sẽ đi vào mua nước một mình xôi đi vào. Cô đơn như thế đó các bạn. Cô đơn như thế đấy. Mình quá là cô đơn như thế. Ây da. Mọi người không biết mình học trường gì. Cái hình mình mỗi năm mình thấy giống nhau á. Đây là cách mình giấu ba lô mình nè. Mình bỏ ở dưới cái này. Tại vì khu này hơi mờ ám. Hello các bạn, mình đã nhảy vào và mua nước một mình. Mình đã gọi nước sữa nếp cẩm gì đó. Là vì mình rất là thèm sữa chua nếp cẩm ở Việt Nam nên mình mua nước sữa nếp cẩm với đậu đỏ. Rất là lâu rồi mình chưa có uống cái nước này. Nhưng cái này không phải sữa chua, cái này là sữa thường. Dạ, nhìn thỏa mãn rồi. Còn chua mỏ nữa. Ok đó. Đi về đây, cô đơn quá. Sau đó thì mình đã vào siêu thị để mua sữa. Cái loại mình muốn nó tuốt ở trong đây và nó rất là ở trong luôn. Nên bây giờ mình đang ráng kiểu là với tới nó. Ok, cái bệnh đó là ra thành công rồi. Tạo sữa thành công rồi và mình đang ráng không có bị lôi cuốn bởi các snack này. Là vì ở nhà mình có nhiều rồi. Nhưng mình đã bị lôi cuốn bởi các con thú bông này. Giờ mình mới cái thùng này như một con đi coi coi cái con nào hiếm không. Và oh my god các bạn ơi, chuyện này đã mới xảy ra. Mình đã tìm thấy cái con hiếm nhất thế giới. Nếu mình bán lại con này sẽ mất gấp 4 lần. Tạo thôi, tạo đã ôm nhau với tạo để bán. Con này nhìn ngố quá. Ok các bạn, mình vấn đề mình vào để mua sữa. Mình vào để mua sữa thôi, nhưng rốt cuộc thì mình đã tạo con này. Con này mua như rất là lâu rồi và nó rất là hiếm. Tuy cái này tận tổ tiền Việt khoảng 500 ngàn. Nhưng không sao hết, một sự đầu tư cho niềm vui của mình. Thấy không, con vịt mình có bạn rồi nè. Và con quả bơ nó vẫn cô đơn ở đằng trước. Đây là cách mình xách vào nè các bạn, mình tiết kiệm bao nè, mình không có mua. Hello các bạn, thì cái bộ đồ để mình đi Disneyland tuần sau nó đã đến. Và các bạn ơi, đáng mình đang ráng khói chai này công chúa nào. Xến mạnh vào. Các bạn thấy có ổn không? Đây là hậu quả của cái sự tiết kiệm tiền. Bỏ cục à. Cảm giác mình cột cái này nó hơi bị quá. Hay là mà cái này vào có vẻ ổn hơn đấy. Đi dài. Yeah. Ok, đó là cái đó. Mình khoe thôi. Mình xến quá các bạn ơi. Bây giờ là thứ 5 và mình mới chỉnh được 3 phút của 43 phút nên rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh một cái dữ dội. Đẹp quá. Yeah. Và tối nay trong lúc mọi người ăn bào ngư thì mình ăn mì gói. Mình thấy mì gói ngon không? Xong rồi ngồi đây chỉnh video tiếp và nằm đây chỉnh video tiếp. Nằm với bà ngoại. Tình hình cái phòng của mình nó không có được phòng lắm. Nó hơi bị xì bay bừa. Hôm sau các bạn, đây là vấn đề cho ngày hôm sau. Hello các bạn nhìn thấy mấy cái video ngắn của mình không? Thật ra nó mất rất là nhiều thời gian để làm, nhưng nó dài một phút thôi. Nhất là mấy cái video kiểu là đập nè á. Nãy giờ mình ngồi đây cho một tiếng rưỡi ngáp dài. Nó cái đầu mình không suy nghĩ được nữa. Mấy người đang đăng video kìa. Và khoảng 30 phút sau mình đã đi ngủ. Buổi sáng mình đã chỉnh video tiếp. Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi thăm một cái trường đại học. Mình trốn học để đi thăm đại học.
như là sẽ là một ngày làm học sinh ở trong đó, và mình sẽ xem như cuộc sống trong đó như thế nào và cuộc sống đại học như thế nào. Mình đã thăm đại học của anh trai mình rồi, nhưng bây giờ mình sẽ được thăm và vào các lớp của đại học này luôn. Dạ, ghê quá. Kể năm sau vào đại học rồi. Mình sẽ mang theo máy tính, tai nghe để lát nữa mình đi edit tiếp. Mình sẽ ngồi một cái cà phê để edit và làm bài. Dạ, bất bôi. Vẫn còn hai bạn thân của mình ở đằng sau. Hello. Ủa, Vịt đâu rồi? Hello. Cho nó ngồi đằng trước đi. Yeah. Hồi nãy mình hơi bị lạc, bây giờ mình đã đậu xe. Mình đã đậu xe thành công rồi. Bây giờ mình chờ bạn mình đến để cứu mình. Rốt cuộc bạn mình không cứu mình và mình đã đậu sai chỗ nên mình đã đi bộ quá trời luôn. Ok, mình hết lạc. Và như đầu tiên thì chúng mình đã đi thăm vòng vòng đại học, xong rồi đi thăm kiểu là chi tiết như là những cái phòng và thăm chỗ ở nữa. Sau rồi là khúc vui nhất đó là ăn trưa miễn phí. Đại học này đặc biệt là cái đồ ăn rất là ngon. Mình thấy có món người nhìn đẹp hơn là nhà hàng năm sao nữa các bạn. Oh, mình ăn cái gì đây? Và mình đang đi thì các chị này đã nhận ra mình. So I met these lovely people. Was there anything? I love Jenny. She's prettier in person too. No, can't believe it. Nhìn ở đây các bạn có thể tự chế biến nước ngọt của các bạn nè. Wow. Và đây là các đồ ăn mình đã tạo được. Mình có gà, có salad, có pasta, có bạn này và có sushi. Gà xong có này phải gọi là quá là ngon luôn, kiểu như là nó vừa mềm vừa khó khó vừa ngọt ngọt. Bạn mình phải ngắm mình ăn gà là vì bạn ấy không có được ăn thịt hôm nay. And then gas or trash? Gas, it's all good. Devoured. Chúng mình ăn hết sạch sạch, không cần một giọt nào luôn, còn xương thôi. Và ở đây thì có quá trời món tráng miệng luôn. Mình thì tạo một cái bánh quy quá là ngon. Hello các bạn, bây giờ mình đã có mặt tại khu Việt Nam và mình đang chờ bạn mình đến để ngồi cà phê và mình sẽ edit cho các bạn học bài. Và hôm nay mình sẽ không có cô đơn, hôm nay mình có bạn. Rất phải tận lễ luôn. Úp, con bạn đã đến rồi và nó đậu xéo xẹo và bây giờ nó đang quá lơ nhột. Và hôm nay Teresa bao mình nước, thank you bạn rất là nhiều. Đây là matcha latte với cái kem mè đen ở trên và nó quá là ngon luôn các. Và đồ ăn dưa của bạn mình thì là cái bing sư dâu nè. Đồ ăn dưa hơi bị ngố rồi nha. Mình ăn cái miếng và nó cũng quá là ngon. Mình đã chỉnh cái video này, mình đã chỉnh video nãy giờ và bạn này đọc email và làm bài tập. Mình có một chiêu đấy là nếu mình tự quay mình thì mình sẽ kiểu như là chủ động hơn á và mình làm được nhiều hơn. Các bạn thấy sao? Mình không biết nè. Hello các bạn. Mình đang lái xe về bây giờ tối thứ 6 nên kẹt xe muốn chết luôn. Và trời tối nay quá là đẹp luôn. Và các bạn thấy là mình nên tháo ra cái mũi không? Nó nhìn hơi kỳ quá không? Và tối đi ăn bánh cuốn với chả quế là chả mình yêu thích nhất. Hello các bạn. Tình hình thì cái mắt mình nó đang bị cái... Mình nhìn thấy không? Mình có bị sao không? Hay là mình coi máy gì quá? Cái màu đỏ ngay đây nè. Chuyển xong video nữa. Hello các bạn, bây giờ là 12:43 và mình còn hơi nhiều để chỉnh nhưng mình ngủ và rất là lười. Mình không biết mình có làm xong kịp ngày mai không nữa. Cái mắt mình đã đỏ rồi. À, không biết là sao. Cái video này nó mất rất là lâu. Mình thấy là video này chỉnh kiểu là dễ hơn là các video trước của mình. Các video lồng tiếng của mình là vì cái video này nó không có lồng tiếng. Chắc chắn cái video các bạn đang coi bây giờ chờ cái này chỉnh mới là lâu nè. Nhưng mình nên bỏ cuộc đi ngủ không? Nhưng mình cảm giác như là mình nên tiếp tục. Và đó mình đã tiếp tục cho khoảng 30 phút nữa. Trời ơi con này. Ok các bạn, bây giờ là 1:30. Chào buổi sáng. Hôm nay thứ bảy và mình đi siêu thị với mẹ mình. Siêu thị này quá là to luôn. Mình đi tìm thấy mấy cái này rất là muốn mua luôn nhưng thôi tốn chỗ quá. Siêu thị này phải gọi là quá trời nhiều đồ miễn phí luôn nên mình ăn sáng ở đây luôn. Và hôm nay tạo được mấy hột bụi và cà ri. Và trưa nay mọi người ăn cà ri hồi nãy mới tạo được giảm giá. Và thường thứ bảy mình chỉnh video cho nguyên cả ngày. Hello các bạn. Bây giờ là 6:10 tối thứ bảy và cuối cùng dù không hiểu sao mất lâu lắm rồi. Thì bình thường sau khi mình làm xong hết thì mình sẽ kiểu là dò hết coi mình có bị lỗi gì trong cái việc chỉnh video không. Mình chỉ làm như vậy nè. Kiểu là mỗi cái phần trong đây mình đều đặt một cách rất là kỹ nên cái gì mà nó sai sai thì mình cần sửa không thôi. Các bạn xem video nó sẽ dở và mình sẽ buồn. Xong rồi mình đã tâm sự cả đống luôn. Mình cảm giác khi mình tâm sự nó hơi nhảm nên thôi các bạn không được nghe. Bây giờ mình đang vẽ, mình đang ra ý tưởng áo cho Whoop. Cái này là hình như cho tháng 4 hay gì đó. Nhưng giờ bình thường là mình chỉ là các áo mà mình vẽ mình đều ra ý tưởng ra hết. Xong rồi mình đều tự vẽ. Xong rồi nó được lên áo. Nên điều đó khá là ngố, mình không nghĩ sao mình làm vậy. Nhưng dạ, một trong những giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Cô bạn mình gọi. Xong mình tán với bạn mình là vì nó ở Việt Nam nên chỉ có thời gian này thôi. Mình không biết để ý kiến tốt được không nhưng mình đã uống nước tăng lực. Hello các bạn, mình đã quay lại với tiết mục tập gym và mặc quần đỏ sến nè. Trời ơi. Các bạn ơi, cái tăng lực nó làm mình tăng lực thiệt luôn á. Ok, từ tập vậy đủ rồi. Các bạn, có thể mình sẽ bị bệnh. Tại vì tự nhiên không biết là mưa xong rồi cái đầu mình ướt rồi. Yay. Và trưa nay thì nhà mình đi ăn tại cái quán đồ Trung Quốc nè. Why? I don't know, because you haven't been in it so long. Chắc các bạn quên anh Hoàng rồi.
Eugene có các món như là cái con cá chiên xù này. Và vịt quê Bắc Kinh, mình rất là yêu cái món này. Hello các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi sinh nhật bạn Minh. Bao giờ mình đi học trước, xong rồi mình sẽ đi sinh nhật bạn Minh. Và mình đã muốn cho bạn Minh cái camera này. Cái camera chụp lên ở khoang. Thôi khỏi mở ra đi. Dạ, mình bỏ vào cái túi này. Gì? Hello các bạn, mình đã tới quán trà sữa rồi và mình đã gọi cái nước dâu gì đâu nè. Trà dâu cũng ngon. Và giờ chúng mình đang học kinh tế vĩ mô. Mình quá là chăm chỉ luôn. Các bạn nên chăm chỉ vậy. Nó giỡn thôi như mình thường không chăm chỉ vậy đâu. Xong rồi mình đã dự sinh nhật 18 tuổi của bạn mình. Sinh nhật thứ hai của bạn này là vì tuần trước mẹ bạn ấy giận mình nên tuần này mới được làm. Mình với bạn Jolie còn sinh đôi không? Sau sinh nhật 18 tuổi của bạn mình thì bạn đã thuê chú đầu bếp Hibachi nè. Bé quá trứng rồi. Và mình nhớ là lần trước mình đi cái này lúc mình 8 tuổi nên mình đây là một trải nghiệm, quá là trải nghiệm. Trái tim cơm chiên kìa. Trái tim cơm chiên đang đập kìa. Úp giờ trái tim cơm chiên đã cháy rồi. Mình ngồi trước mặt luôn, mình rất là sợ bị cháy cái tóc mình ra hết luôn. Chú ấy ráng quăng cái cục cơm vào miệng mình như mình hụt hai lần luôn. Rồi cho món rau củ thì có cái chò kiểu là làm cái núi lửa này. Mình không biết mình không biết chú ấy làm sao nhưng nó rất là to luôn. Có bao giờ phỏng tay không ạ? Và món cuối cùng thịt bò bistec. Rốt cuộc mình thấy ăn cũng ngon, tuy không có ngon bằng nhà hàng thiệt nhưng mình sẽ bị bụng rồi các bạn. Nhưng khoan, mình vẫn còn bụng cho tiết một bánh. Trời, ăn nửa cái bánh xong mới quay. Bây giờ là 10 giờ tối và mình sẽ lái xe một mình. Lái xe về một mình đã mất 40 phút và mình mong là không có xe một mình. Mình đã về đến nhà thành công. Từ biển lên núi dưới 30 phút. Hello các bạn, Jenny đã đi chơi về. Và Jenny đã nhận được đây là cái ly uống nước. Xong rồi bạn ấy đã tặng mình cái quà nữa. Mình rất là yêu thương. Mình rất là yêu cảm giác mở quà. Yêu thương quá. Đây là cái máy làm waffle hình quả dứa. Yeah. Ước gì nó hình quả bơ nhưng quả dứa cũng được. Và đó là một tuần trong cuộc đời của mình. Mình mong là các bạn thích video này. Rất là lâu rồi mình cũng không có làm video kiểu như là nguyên một tuần. Là vì có khi mình cảm giác kiểu như là hơi kiểu như là mình phải quay mọi thứ trong cuộc sống của mình. Tất nhiên đây là một tuần trong cuộc sống của mình nhưng mà không có quay mọi thứ như là mỗi bữa ăn của mình. Hoặc là mỗi khoảnh khắc trong cái ngày đó mình chỉ quay sơ sơ thôi. Nên mình mong các bạn vẫn thích video này. Và yeah, các bạn đăng ký kênh mình. Tại vì mình rất là muốn lên được 3 triệu bạn đăng ký. Mỗi bạn đăng ký sẽ là một cọng tóc mọc trong đầu mình. Đây là một tuần cũng khá là thực tế của mình. Mình nghĩ vậy. Ok, bye bye.